Chào tất cả anh chị cô chú và mọi người. Tối ngày hôm nay á, thì Bảo sẽ làm về hai mẫu máy rất là nổi tiếng top thế giới luôn. Đó là Makita với là Boss. Đó thì sẽ có một số mặt hàng tối ngày hôm nay được khuyến mại về mức giá. Thì anh chị nào thấy á, thích xài hàng xịn này, xài hàng chất lượng Boss và Mata thì mình có thể tham khảo ở video tối ngày hôm nay. Khá là nhiều máy nha, Bảo sẽ lên số tùm lum tà la hết. Thì anh chị nhớ cái số với là mà giá tiền là xong, nhân viên bảo chốt đơn luôn. Đó, tối ngày hôm nay là tất cả đều là hàng xịn nha. Không có một con nào mà hàng nhái này nọ kia đâu. Anh chị nào mà phát hiện hàng nhái, hàng giả cứ qua cửa hàng Bảo đền thường cho. Đó, bồi thường 100 con. Rồi, Bảo sẽ giới thiệu này. Đó, đầu tiên đi Bảo lên máy Makita trước đi nha. Rồi, số 9 này. Có 590.000 mà máy này là M 0901 công tắc đuôi nha. Trời ơi hàng xịn, tối ngày hôm nay số 9 590.000 quá rẻ. Công suất máy là 540W nha, hàng xịn Makita luôn. Rồi Bảo sẽ tiến hành là để cái chân vào đây, Bảo test máy cho anh chị cô chú mình xem công tắc đuôi nha. Máy Makita này thì cực kỳ là êm rồi. Đó, lưỡi một tấc nha. Đó, số 9, 590.000, hàng Makita xịn, có tem chống hàng giả ở đây. Rồi, tiếp tục đi theo mà nếu anh chị nào á, không thích cái con mà công tắc đuôi đi, thì anh chị lấy con số 4, 590.000 luôn. Số 4 nha, model của máy là M0900, công tắc trượt, công suất là 540W luôn. Rồi, công tắc trượt nha, thì nó sẽ an toàn hơn công tắc đuôi, thì tùy anh chị xài thôi. Rồi, cực kỳ là nhẹ nhàng và êm ái, mức giá số 4, 590.000, Makita hàng xịn nha, cốt một tấc. Rồi công tắc trượt, Bảo lên số thì anh chị mình chịu khó nhìn cho Bảo một tí xíu nha. Rồi tiếp tục số 10 nè, đó, 860.000, một con máy Makita hàng xịn, nhà máy Thái Lan, cốt một tấc 25, mã máy là M9511 nha. Con này thì quá trời đà luôn, tem chống hàng giả, công tắc trượt bên hông nè. Đó, dây thì chắc chắn là tiêu chuẩn Nhật nên là dắt dẹp rồi nha. Đó, một tấc 25, rất là đà. Rồi công suất máy lên đến là 850W nha, nhà máy Thái Lan ở đây. Đó, hàng xịn. Rồi số 10, 860.000. Rồi thì anh chị nào á, mình mua thì bảo giá thì anh chị thấy hài lòng với mức giá đang tốt như này, mình đặt luôn cả hết nha. Rồi số 17 nè, khoan bốt xịn này, 890.000 thôi. Công suất máy là con này là bao nhiêu watt đây? Đó, Bảo nhìn cho nó kỹ cả nha. Rồi 550W nha, mã của máy là GSB550, đầu 13mm, hai chức năng nha, đầu 13mm. Đó, mức giá có 890.000 mà được một con bốt xịn luôn, đầu 13mm, có tem cào ra bảo hành ở đây nha, hàng xịn. Rồi, chắc chắn là bốt này là anh chị xài rất là bền rồi, cũng như Mata. Rồi số 17 này, 890.000, hai chức năng, đầu 13mm. Rồi mình đi kèm con máy bốt thì Bảo lên cái bộ phụ tùng mà con này thì tuyệt vời luôn. Con này số 20 nè, 1.780.000, giá trên Bảo bán tới 1.900.000 được nha. Giảm cho anh chị mình, phụ kiện đi là toàn là hàng xịn của bốt không. Đó, nó có thước đo bốt nè, những cái mũi khoan cực kỳ xịn. Rồi, Lego luôn, đo cong đo thẳng với là búa nè, một cái kìm bằng với là một bộ đầu khẩu nha. Con máy này là heavy duty, là được bảo hành 1 năm nha anh chị nha. Model của máy là GSB13RE, đầu 13mm. Đó, con này thì thương hiệu là Game Money, là thương hiệu Đức nha. Hàng xịn của Boss, mã vạch ở đây số 20, có 1.780.000 mà quà tặng quá trời nhiều luôn. Một con bốt xịn cao cấp, thùng đựng hàng xịn luôn. Đó, số 20 nha, Bảo đọc công suất luôn. Rồi con này là công suất của máy là 650W. Đó, tuyệt vời chưa? Anh chị thấy quà cỡ này mà bốt xịn có 17,000 à. Rồi mình thích rẻ hơn, mình qua Makita này, số 14 này, có 730.000, nhà máy nằm tại Thái Lan, hai chức năng, đầu 13mm. Rồi, số 14 nha, 730.000, Makita xịn, đầu 13mm. Rồi, có tem chính hãng của Makita. Rồi, model của máy là M
0801, công suất là 500W nha, hàng xịn Makita. Mai giờ Bảo cũng quên test máy luôn. Nhưng mà những con này thì con nào cũng êm hết nha. Hàng chính hãng cực kỳ đã luôn. Makita, nhà máy nằm tại Thái Lan. Hai chức năng, đầu 13mm là số 14 nha, 730.000. Rồi tiếp tục thêm một con khoang Makita nữa đi. Rồi con này là số 27 nè, 1.300.000. Con này á, là xài đầu lốc anh chị nha. Đó, con này xài đầu lốc 13mm đã lắm. Hàng xịn Makita, đầu rất là xịn luôn. Rồi model của máy là M8101 nha, 1.300.000, gần 1.400.000, tỉnh 1.300.000 thôi. Rồi công suất máy là 710W, trọng lượng máy là hơn 2kg, lực búa con này khỏe nhất trong dòng khoang 13mm rồi. 48.000 lực đập trên 1 phút và có thể xài được mũi khoét để anh chị khoan sắt là 16, nhưng mà đầu chỉ là 13mm, số 27 nha, 1.300.000 thôi. Bảo test âm thanh luôn. Đó, cò rất là nhẹ nhàng, êm ru luôn. Tuyệt vời chưa? Rồi hai chức năng, đầu 13mm, xài đầu lốc, hàng cao cấp nhất của Makita. Rồi tiếp tục, anh chị nào mà thích máy khoang Makita, Bảo lên rất là nhiều dòng luôn. Số 12 này, có 980.000. Con này là bệ nhôm, này, đầu lốc luôn nha. Rồi Bảo giới thiệu model máy là M8104, nhà máy nằm tại là Thái Lan. Công suất là 430W, nhưng mà công suất thực tế nha, anh chị xài đầu lốc thì con này đầu lốc tuyệt vời luôn á. Những cái đầu này anh chị xài không quen thì anh chị bóp ở đây, xong mình khóa lại là cứng ngắc nha. Có thớt nhôm này, lực búa con này lên đến là 33.000 lực đập trên 1 phút nha. Êm cực kỳ êm, hai chức năng, đầu 13mm, số 12 có 980.000 thôi. Rồi tiếp tục số 21 này, Makita, đầu 13mm hàng xịn luôn. Con này thì nó sẽ có cái hộp đựng cực kỳ sướng anh chị ạ. Đó, số 21 có 1.290.000 mà hộp đựng đã chưa. Đó anh chị thấy mà, nguyên một đống mà toàn là Makita xịn, có búa nè, đầu khẩu mũi khoang xịn, thước đo cũng như là kìm toàn là Makita thôi nha. Con này là 21 có 1.290.000, quá rẻ luôn anh chị ạ. Một bộ phụ kiện full luôn. Rồi model máy là M8103, nhà máy nằm tại Thái Lan, đầu 13mm, tay cầm hai chức năng, tuyệt vời chưa? Makita phụ kiện, đó anh chị thấy số 21.290.000 là một con máy cực kỳ đáng mua, phụ tùng nhiều này, phục xịn chắc chắn, nhà máy nằm tại Thái Lan. À, Bảo test âm thanh luôn đi nha, cho nó chắc luôn. Đó, con nào thì Bảo cũng test, nhưng mà 10 con thì êm hết cả 10 là chắc chắn rồi. Đó, để bì nó quay cực kỳ là tâm luôn. Hàng xịn, nó xài nó khác nha anh chị nha. Rồi tiếp tục lên số 15 nha, máy bào Makita hàng xịn nè. Con này á, thì nhà máy nó lại nằm tại China nha anh chị nha. Anh chị mình mua thì với là model máy là số 15, 1.180.000 à. Đó, 1.350.000 giảm sâu luôn. Con này model của máy là M1902 nha. Rồi công suất máy thì lên đến là 580W, vòng tua máy là 16.000 vòng trên 1 phút. Bào lửa 82 nha. Đó, êm nha. Rồi con này thì nó có cái chức năng là nâng cao thấp lưỡi lúc mà anh chị xài. Và đương nhiên lưỡi cực kỳ bóng, lưỡi 82. Đó là số 15, có 1.180.000 à. Makita xịn nha. Rồi nếu anh chị nào mà thích Makita thì mình thích giá tiền cao hơn, thì mình qua Mbot số 22, 1.750.000. Con này giảm hơn 100 lần nha. Con này tới 1.900.000 mấy lần nha. Tem bảo hành toàn quốc, bảo hành bằng điện tử nha. Rồi con này số 22, 1.750.000. Rồi model của máy là GHO6500. Con này vòng công suất á, là nó lên đến là 650W luôn. Vòng tua máy là 16.500 vòng trên 1 phút. Đương nhiên là có chỉnh cao thấp, nhưng mà giá tiền này á thì nó sẽ ngon hơn Makita là chắc rồi nha. Nó chênh lệch quá lớn về lượng tiền đi. Đó, bốt này thì thiên về cái độ mạnh nha anh chị nha. Đó, xài cực kỳ đã, đầm tay luôn. Anh chị sắm con này xài công trình thì xài rất là bền luôn. Số 22 có 1.750.000, dây cũng dài luôn nha. Tiếp tục số 26 nha. Đó, HB0300, 1.350.000, giờ còn có 890.000 anh chị ạ. À, ba chức năng, xài cấp trượt luôn nha, tuyệt vời, bắn vít, bắn tôn nè, xài khó hư nè. Thì anh chị mua những con máy này
triệu 350.000, còn có 890.000. Mà con này còn có hai con đúng à, Makita hàng xịn nha, nhà máy nằm tại là China nhưng mà tiêu chuẩn là hàng xịn Nhật chắc chắn rồi. Đó. Số 26 ba chức năng, có khoang búa được này, khoang gỗ được, bắc fit được luôn, con này tiện lợi luôn, xài gia đình mình mua con này là tuyệt vời luôn. Model của máy là HB0300, công suất là 320W, đầu là đầu 10mm nha, dây dài cực kỳ dài, hàng xịn Makita. Rồi bảo lên hai con cắt gạch đi, hai hãng khác nhau cho anh chị chọn cho nó sướng nha. Rồi số 13 này có 970.000, cắt gạch, cắt gỗ, cắt đá hoa cương. Model máy là M0401 nha, công suất là 1200W, tem chính hãng Makita đây. Con này lưỡi là một tách mốt nha, bảo test âm thanh luôn. Mình có thể là xài công trình nhiều á, mình lấy những con này là khỏi phải chê luôn về độ bền. Rồi, quá mạnh nha. Rồi, công suất máy là 1200W, xài điện là 220. Đó, tiêu chuẩn Nhật. Mình xài cắt đá này, cắt gỗ này, cắt bê tông này, đa năng. Và nó có thể nâng cao thấp lưỡi đây, lưỡi một tách mốt nha, Makita dập nổi đây. Rồi, số 13 có 970.000. Tiếp tục, nếu anh chị nào mà thích ngon hơn một tí xíu về mức giá tiền cũng như là hàng Hair Duty, công suất con này á, là số 19 này. 19 nha, 1.550.000, bốt xịn luôn. Hair Duty, model của máy là GDM13-34 nha, tức là ruột người ta nói là lớn nha. Công suất của máy là 1.300W luôn, con này lưỡi là một tách mốt luôn. Đó, con này đặc biệt cái là cũng có là nghiêng góc này nọ kia 45 này, cao thấp đây mà cầm chắc tay cực kỳ. Đó, tập đoàn Germany Đức nha, êm quá trời êm mà rất là mạnh nha. Số 19, 1.550.000, bốt với Makita là anh chị khỏi phải chê rồi, nó xài rất là êm và bền lì lợm luôn. Rồi, dòng thương hiệu nổi tiếng của Makita là con model của máy là con này số 16 này, có 990.000 mã máy nha, 4030 là công tắc trượt. Nếu anh chị nào lấy 4031 là đuôi nha. Nhà máy nằm tại Thái Lan này, với công suất là lên đến là 720W, con này xịn sò cực kỳ luôn, nhỏ nhắn này, tuyệt vời, nhưng mà ruột to nha, xài đã lắm nha. Anh chị nào mà mua con này xài công trình thì bền đã lắm. Đó, máy mài một tấc. Những con máy này thì nó sẽ có là gác te, tay cầm với là khóa mở lưỡi nha, dòng cao cấp là nó có. Còn những cái con máy Makita thấp cấp á thì nó sẽ không có tay cầm nha. Đó, tuyệt vời chưa? 4030 mà có 990.000, hàng xịn Thái Lan. Rồi tiếp tục nè, bảo lên con này cũng nổi tiếng luôn, 9553NB, tức là trượt nha. Còn anh chị nào mà muốn mua đuôi thì anh chị đọc cái mã là 9553B là đuôi. Makita, nhà máy nằm tại Thái Lan này, công suất là 710W, số 11, 990 luôn nha. Dây to chà bá luôn anh chị à, xài lên tua là đầm này, chắc chắn này. Đó, êm gì chưa, mượt mà nha, lắp ráp thì khỏi phải chê. Con này cũng có khóa mở gác te tay cầm đi kèm nha. Đó, anh chị thấy số 11 có 909 là hai con máy là đáng để anh chị xài công trình lâu bền. Và nếu anh chị nào thích cao cấp hơn thì mình mua con bốt này thì khỏi phải ngon rồi. Đó, có chỉnh tốc này, 6 số bên sau, và có là cái công tắc trượt nha. Số 18, 1.550.000, giảm còn có 1.350.000, anh chị cứ lên tham khảo giá giúp bảo nha. Rồi, model của máy LGWS7-100ET, tức là chỉnh tốc, công suất là 720W. Nhưng mà anh chị đừng có so sánh với những cái thằng Trung Quốc, hàng nhái này, hàng thương hiệu kém chất lượng á, thì nó ghi công suất rất là khống nha. Còn những con này thực tế nè, đó, có chỉnh tốc nhẹ nhàng, tuyệt vời chứ anh chị thấy à, lên tua là từ từ nó mới lên, tuyệt vời chưa. Còn anh chị lên cao thì nó lên không làm anh chị giật mình nha. Đó, tuyệt vời, có lắp ráp bút xịn Hair Duty nha. Số 18 có 1.350.000 nè, giảm rất là sâu luôn, bút xịn nha, tem bảo hành ở đây, anh chị cào ra gửi tin nhắn ở trên. Rồi, bảo lên số 8 này, vừa nhắc xong, con này là 990.000, công tắc đuôi. Model của máy là G4031 nha, công suất máy là 720W, nhà máy nằm tại Thái Lan nha. Máy này thì tuyệt vời. Đó, những con này anh chị xài công trình bền này, lâu,
Và nếu mà có điều kiện một tí xíu anh chị xài những con này á, đáng đồng tiền bát gạo luôn anh chị à. Đó, số 8 990.000 4030 đi kèm dây lớn này, dây Made in Japan con này á, dây tiêu chuẩn Nhật xài rất là đã nha. Rồi tiếp tục số 7 này, số 7 730.000 nha. Rồi, con này là model của máy là M9512. Nhà máy nằm tại Thái Lan với công suất là 720W công tắc đuôi nha. Con này thì cũng tuyệt vời luôn. Công tắc đuôi này bảo test âm thanh êm dữ lắm nha. Đó. Công tắc đuôi thì anh chị mua những con rẻ này á thì sẽ được công ty tặng kèm là gác te với là khóa mở chứ không có tay cầm nha, nhưng mà cũng ngon với mức giá này, là cạnh tranh này, bán nhiều cực kỳ nhiều luôn. Hàng xịn Makita, nhà máy nằm tại Thái Lan, một tắc mốt nha. À, một tắc nhầm. Đó, số 7 có 730.000 quá bèo luôn. Anh chị mua những con máy mà thương hiệu xa lạ nó cũng tầm giá này, rẻ hơn tí xíu, anh chị lấy Makita đi, bảo hành toàn quốc luôn. Số 7 730.000. Rồi tiếp tục nè, số 6 nè. Con này á là model của máy á là số 6 trước giá tiền trước nha, 1.250.000. Mà cao cấp nhất của Makita là M9556, tức là ruột dài to mà giá thành có 1.250.000 à. Giá gốc của nó là 1.350.000 lần nha. Nhà máy nằm tại Thái Lan này với công suất lên đến là 840W. Tem bảo hành Makita ở đây. Và đương nhiên đi kèm là sẽ có gác te, khóa mở và tay cầm. Đó, công suất lớn nha, cầm nặng như một con trâu luôn. Xài công trình này, mài ngày mài đêm thì anh chị mua Makita với bốt là không thành vấn đề nha. Về chất lượng cũng như là êm ái này, độ bền. Đó, số 6, 9556, 1.250.000, lưỡi một tắc luôn. Rồi tiếp tục số 3 này, đó 750.000, công tắc đuôi luôn với công suất nha. Số 3, 750.000, model của máy là M9513, công suất quá lớn luôn. Wow, 850W. Mà giá anh chị thấy nó rẻ quá trời luôn. Có 750.000. Nhà máy lại nằm Thái Lan này, nhưng mà con này không có tay cầm nha, chỉ có gác te, khóa mở, công tắc đuôi. Đó, bảo test âm thanh luôn. Tuyệt vời chưa? Êm dữ lắm. Còn cái đường ráp này nó khác biệt nha, nó ráp nó khít kinh khủng luôn, không thấy mũi hở luôn, cho những con máy hàng xịn này. Số 3 750.000 nè. Rồi lên tiếp tục hai con máy mài nữa đi, rồi bảo sẽ qua. Rồi số 1 nè, model của máy là 9553B với mức giá là 990.000 nè. Đó, những con hàng xịn dây lớn nè, công tắc đuôi nhá. Rồi bảo test âm thanh luôn. Con này thì sẽ có là khóa mở, gác te, tay cầm vì là dòng cao cấp nha. Công suất máy á, là 9553B, công suất là 710W, vòng tua máy là 11.000 vòng và nhà máy đương nhiên là nằm tại Thái Lan rồi nhá. Đó, model của máy là 9553B nha. Rồi con này thì sẽ không có tay cầm nha anh chị nha. Đó, con này thì không có tay cầm. Hồi nãy bảo nó nhầm á, có gác te, khóa mở thôi. Vậy, rồi số 1 990.000, hàng xịn Thái Lan. Rồi tiếp tục số 2 nè, có 780.000 với là model của máy á, 780.000 nó quá rẻ luôn. M9509 mà công suất 850W luôn. Trời ơi, công suất cao dữ à. Đó, nhà máy vẫn nằm tại Thái Lan và vòng tua máy là 11.000 vòng, tem chính hãng ở đây nha. Đó, công tắc trượt thì anh chị sẽ thấy là con này được hỗ trợ tay cầm, gác te, khóa mở nha. Xem giúp bảo kỹ, nếu mà anh chị nào á không biết phụ kiện máy đi kèm thì có thể hỏi nhân viên giúp bảo nha. Đó, cho nó chính xác luôn. Rồi bảo test âm thanh này, êm nha, êm dữ à. Đó, số 2 có 780.000. Mà những con này là những con bảo bán rất là chạy, trong năm vừa qua bán số lượng cực kỳ kinh khủng luôn. Nhà máy nằm tại Thái Lan, số 2 780.000. Rồi tiếp tục con máy cao cấp này, HB1630 này, một con đẳng cấp cực kỳ luôn. Đó, chỉ sau con 8101 thôi nha. Lực búa lớn lên đến là 48.000 lực đập. Số 5 có 1.250.000. Đó là giá bảo đang giảm nha, chứ giờ là có nhiều anh bán tới 1.4 rồi đó nha. Đó, bình thường người ta bán 1.350.000 rồi. Rồi con này bệ cao cấp nè, đầu 13mm nhưng mà hỗ trợ cho anh chị mình khoan sắt,
tối đa là 16mm, là làm máy là không quá tải nha. Đó con này á, bảo test âm thanh quá trời êm luôn nha. Đó, hai chức năng ở trên đầu, lực búa lên đến là 48.000 lực đập trên một phút. Model máy là HB1630 với công suất là 710W. Nhưng mà thực tế nha, nhà máy nằm tại Thái Lan, tem chống hàng giả ở đây. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi, tiếp tục bảo lên cho anh chị mình ba sản phẩm máy cắt sắt nha. Qua bốt xịn trước đi nha. Đó, con này là số 23 này, 2.9 triệu rồi nha. Giảm cho anh chị mình còn 2.750.000 thôi. Bốt xịn. Đó, xài heavy duty với model của máy là GCO220 nha, chứ không phải là 200 đâu. Con này là GCO220 với công suất, tức là nó lên đến là công suất lớn à. Đâu bảo nhìn công suất, tức là 2.200W. Con này thì tuyệt vời rồi. Hàng bốt xịn là khỏi phải chê. Tem chống hàng giả này, với là cào mạ vạch, xài bằng chốt nhanh nha, đế cao cấp, gác te xịn sò. Đó, đè xuống. Con này là anh chị xài công trình á, độ chính xác cực kỳ là cao. Lưỡi 3 tấc 55 nha, xài điện 220. Rồi, bảo test âm thanh. Quá trời êm luôn. Rồi, với mức giá là số 23 này có 2.750.000, đá lớn luôn, đế cao. Eto là Eto kẹp nhanh nè anh chị nha, đế dày chắc chắn đà lắm. Hàng xịn, xài rất là đà. Lò xo thì thiết kế đặc biệt, đàn hồi cao, xài lâu, bền, đẹp. Rồi, tiếp tục bảo qua hai con máy cắt sắt tiếp theo nha. Số 24 này, đó, Makita. Con này là số 24 với mức giá là 2.150.000 à. Trong khi bảo làm clip tới 2.450.000 nha. Anh chị xem clip mới nhất giúp bảo. Rồi, model của máy là M2401 với công suất lên đến là 2.000W. Vòng tua máy là 3.800 vòng. Nhà máy nằm tại Thái Lan nha. Đó, tem chống hàng giả đây. Lưỡi là 3 tấc 55 luôn. Rồi, bảo test âm thanh nha. Con này thì xài rất là bền luôn. Đó, nhưng mà nó xài móc xích à. Quả wow, Eto kẹp nhanh này. Xoay rất là mượt mà nha. Đó, anh chị thấy nè, đề ba nha, êm ru luôn. Lò xo to chắc chắn, chỉnh được góc đầy đủ hết luôn. Đế thì cực kỳ cứng chắc. Rồi, con này là số 24, 2.150.000 nè. Đó, hàng xịn mà quá trời, giảm sâu luôn. Là anh chị tranh thủ cả nó hết nha. Rồi, tiếp tục số 25 này. Là một con máy Makita xịn tiếp tục. 25 có 2.380.000, giá con này là 2.650.000 nha. Đó, xem giá giúp bảo. Bảo đã có làm clip rồi nha. Mà máy là M2402 với công suất máy là 2.200W, xài điện 220, vòng tua máy là 3.800 vòng trên một phút, quá cao luôn. Đó, và nhà máy nằm tại Thái Lan, lưỡi 3 tấc 55 luôn nha. Tay ngang thì thích hợp mình xài nó chắc chắn hơn, nó xịn sò hơn, công suất lại lớn luôn. Đề ba cho anh chị mình xem nha. Đó, êm dữ chưa? Quá trời êm luôn. Rồi, anh chị mua con này á, thì đương nhiên cũng xài móc xích. Rồi, nhớ giúp bảo á, con này là cái khóa nó nằm bên hông nha. Về lại kêu không có này. Đó, cái khóa mở là ốc lục giác xịn sò, đế cao cấp nè. Đó, ra vào mượt mà luôn. Đó là số 25, có 2.380.000. Đây bảo có hai con hai đá này, bảo bán cho anh chị mình luôn. Đó, hai con này không có số nha. Anh chị nào lấy thì bảo bán cho. Đó, con này là con Gomax đá 180. Anh chị nào mà mua thì bảo tính cho với mức giá. Đâu, mã của nó là 180W, đá 1 tấc 25 nha. Với mức giá có 640.000 thôi. Thương hiệu Nhật Gomax nha, dây đồng chắc chắn rồi. Đế khung là hợp kim nhôm toàn bộ nè. Bên này là thép nha. To hơn là mình mua con là Gomax GB250, tức là đá 1 tấc 50 á. Đó, mài công trình, mài dao, mài kéo thoải mái. Rồi, con này là với mức giá bảo tính cho 840 thôi, quá bèo luôn. Đó, khung đế nhôm, vỏ cực kỳ chắc chắn. Thấy không? Là anh chị chốt luôn, là kêu mài hai đá Gomax nha, có cái thùng bảo ngồi luôn. Đó, thùng cao cấp LS nè. Ngồi thoải mái, đứng ở trên mai giờ ngồi thoải mái, không lo vỡ nha. Rồi, thùng này á, với kích thước là chiều dài thùng á, là 40 nha, 38 thôi. Đó thì bảo giới thiệu vậy luôn. Rồi, thùng chiều cao của thùng là 18 và chiều ngang của thùng á cũng là 18 luôn. Đựng được tầm khoảng là 4 máy mài, mà máy mài dài thẳng á. Máy khoan thì bảo nghỉ 2 thùng.
thùng tung này, đó 280 bảo tấn 250 cho nó nhanh. Đó thì anh chị nào thích thùng LS này, đứng lên trên không lo vỡ đâu nha, thoải mái. Đó, 250.000 thôi. Rồi là thùng LS chính hãng nhá. Rồi thì tối ngày hôm nay Bảo làm cũng khá là nhiều sản phẩm, thì anh chị nào thích những chương trình Makita với là bốt xịn này, giá đang tốt thì mình đặt hàng luôn, vì sau này nhiều lúc nó cũng không có chương trình nha. Rồi xem xong thì anh chị có thể đặt hàng liên hệ cho Bảo qua ba số hotline này. Còn mà muốn mà nhắn tin thì mình qua Zalo thì 214 là ở Zalo hết luôn. Và nếu mà muốn xem clip tiếp theo, anh chị đăng ký kênh là được rồi. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay.